Rồi shop test xe tăng cho khách ngày 1 tháng 11 này. Kèm theo xe là một cái đốc sạc cổng USB, về phải gắm vô mấy cục sạc điện thoại để sạc nha. Điện thoại hãng nào cũng được. Một pin nè, một remote xe tăng. Rồi, trong thùng là chỉ có hai hộp đạn với lại cái súng dự phòng. Rồi. Giờ lấy đốc sạc điện thoại gắm sạc nè. Đắp Samsung cũng được, iPhone cũng được. Đây, cắm đắp vô trong pin sau nha, cắm bắp để điện trước. Rồi, đó khi cắm pin vô là nó chấp tắt rồi đó. Đấy, khi đang còn chấp tắt là còn đang sạc, khi nào đèn đứng lại là pin đầy. Rồi, giờ lắp pin vô thử cái máy xe nha. Rồi, sau khi sạc đầy xong á, thì lắp pin vô xe này. Rồi nắp ra. Khi gắn pin đó thì công tắc phải để off nha, hai công tắc đều phải để off hết. Rồi nhét pin, nhét khi dây pin bên hông đó, bên hông ừ đúng rồi, nó làm hơi chặt rồi bên hông á. Rồi đúng rồi đúng rồi. Rồi mở remote trước, mở remote trước, rồi bật công tắc xe lên. Rồi công tắc trên nòng súng là nằm phía bên này, công tắc đó là bật để nó bắn được. Rồi rồi bấm mở máy nè. Rồi rồi bỏ đạn vô trước đi rồi bắn xe. Rồi thử tiếng lùi trái phải, tiếng lùi tới mông, đây là tiếng mạnh tiếng nhẹ. Rồi lùi lùi mạnh, lùi nhẹ, rồi lùi nhẹ, rồi xoay trái xoay phải, rồi xoay một vòng, rồi xoay mạnh ok, rồi lùi 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 trái lùi phải. Rồi ở phía trên nó là gồm có nút bắn á, muốn bắn được á thì phải giữ cả hai nút, còn nếu bấm một nút thì nó chỉ bắn ra có tiếng thôi đó, cái này là bắn có tiếng thôi, còn phải giữ hai nút là nó bắn ra đạn. Rồi giữ hai nút bắn ra đạn. Bắn ra đạn đó, bắn bỏ hết viên đạn hết đi. Rồi còn một viên nữa phải không? Hết rồi, bao nhiêu? Rồi đó là nâng nằm lên, hạ nằm xuống. Rồi bên hai nút cùng là xe nằm trái, rồi cái kia là xe nằm phải. Rồi vậy thôi, chơi xong thì bấm nút tắt máy, à bấm này bấm khói, pin còn mạnh nó mới ra khói nha, khói nó ra bô sau nè. Đó đó, khi nào không muốn ra khói nữa, tại vì ra khói nó hao pin nha, nên mình bấm tắt. À, đó là tắt máy rồi vậy thôi.